Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị. Quang Minh đang quay cái nhà một trệt một lầu cần bán đây nha các anh chị. Đây là mặt tiền ha. Mặt tiền hình ảnh thực tế căn nhà ha. Căn nhà một trệt một lầu nằm trên mặt tiền đường nhựa. Thuộc ấp 2 xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này có diện tích là ngang 5m2, dài 24m5. Tổng diện tích là 128m nha các anh chị. Tổng diện tích đất là 128m. Khu dân cư nha các anh chị, khu dân cư khá là đông, gần đường Phan Văn Hớn ha. Gần đường Phan Văn Hớn. Gần khu dân cư chợ Đại Hải. Bây giờ Quang Minh quay cái hình ảnh bên trong căn nhà nè. Ở đây là cái sân phía trước nha các anh chị. Cái sân phía trước. Cái sân phía trước cũng khá là rộng ha. Mình đậu được xe hơi. Đây là cái phòng khách. Phòng khách. Phía sau cái phòng khách là một cái phòng ăn nha các anh chị. Phòng ăn. Nhà 5m2 khá là rộng nha các anh chị. Ở dưới thì không có phòng ngủ. Dưới có một cái nhà vệ sinh. Căn nhà này là ở phía sau là còn một khoảng đất trống tầm khoảng 8 mét nữa nha các anh chị. 8 mét phía sau chưa có xây dựng, tại vì ở phía sau đây là nó nằm trong cái đường dự phóng nè. Dự phóng ở phía sau á, cho nên là không có xây dựng được, mình chỉ trồng cây kiểng rồi trồng cây rồi mình chơi cây cảnh rồi thôi. Anh chủ nhà anh chơi cũng khá là nhiều cây cảnh nè. Phía sau căn nhà anh cũng có làm cái mái, cái khu vực này anh xây thêm là anh che cái mái tôn ra rồi nha các anh chị, chứ cái phần này là không có nằm trong cái diện tích cái sổ xây dựng ha. Tí nữa Quang Minh sẽ quay chi tiết cái cuốn sổ Quang Minh cho các anh chị mình xem, rồi Quang Minh sẽ giải thích cái đường dự phóng ở phía sau này. Còn từ cái ngay cái bếp trở lên đó là đất ở tại đô thị ha, không có vấn đề gì. Sổ hồng hoàn công rồi. Bây giờ Quang Minh đi lên trên lầu nè. Lên lầu quay mấy cái phòng ngủ trên đây cho các anh chị mình xem. Trên lầu thì có hai phòng nha các anh chị, có hai phòng. Rẽ bên tay trái có một cái phòng ngủ nè, phòng ngủ này có cái nhà vệ sinh ở trong phòng luôn. Có nhà vệ sinh trong phòng. Còn mình chào các anh chị nha. Căn nhà này là đi cái hướng mà từ cầu Thăm Lương lên đi đường Phan Văn Hớn á các anh chị. Qua chợ Đại Hải khoảng tầm hơn 1 km là tới vị trí căn nhà này. Căn nhà này là chưa tới chợ Xuân Thế Thượng nha. Ở phía trước cũng có một cái phòng ngủ, cũng có nhà vệ sinh riêng trong phòng luôn. Kính thưa quý vị, thông qua cái video này Quang Minh cũng chia sẻ thêm một lần nữa về vấn đề mà nhà ở Hóc Môn mấy trăm triệu nha các anh chị. Bữa Quang Minh có làm một cái video đã giải thích rất là rõ ràng rồi mà chắc anh chị mình chưa có xem hay sao á. Nhà ở Hóc Môn bây giờ đâu có còn nhà mà 200-300 triệu, 300-400 triệu đâu. Rồi nhà sổ hồng mà mấy trăm triệu đâu các anh chị. Mà các anh chị mình có nhiều người xem những cái kênh kia họ đăng á, rồi liên hệ không có được, rồi qua hỏi Quang Minh là nhà mấy trăm triệu, nó là ở Hóc Môn nhà 300 triệu, 200 triệu, trăm mấy triệu gì đâu mà quá trời quá đất. Quang Minh thưa anh cả nhà mình là Quang Minh không có đăng cái sản phẩm nào mà nhà mấy trăm triệu ở Hóc Môn nha các anh chị. Ở Hóc Môn á, Quang Minh chia sẻ thêm một lần nữa, các anh chị mình nếu mà giờ mà mua mà
800 triệu á, là cái nhà được chỉ có ngang 4 dài 6 đồ, nhà sổ chung với các anh chị, có gác một hoặc là gác lửng hoặc gác suốt vậy thôi nha các anh chị, 700-800 triệu á, 4-6 đồ thôi. Còn muốn mà 4-10 hay là 4-8 mà nhà có lầu rồi á, là ít nhất phải 1 tỷ 1, tỷ 2 hết rồi, tỷ 3, tỷ 4 tùy theo vị trí. Còn nhà sổ hồng là phải 1 tỷ 9, 2 tỷ được 4 mười mấy nha các anh chị, chứ đâu có rẻ đâu. Mà các anh chị vô hỏi ngày nào cũng hỏi Quang Minh là chị cần mua nhà mấy trăm triệu, thấy người ta đăng quá trời. Quang Minh không có đăng cái sản phẩm như vậy nha các anh chị. Quang Minh có thì Quang Minh đăng, không có là Quang Minh không có đăng nha. Còn những cái video nào các anh chị mình xem á, là Quang Minh làm là thực tế, nó có sản phẩm như vậy mà giá cả nó như vậy, Quang Minh đều để dưới cái phần mô tả và nói trong video hết. Các anh chị mình có xem thì nhớ xem hết. Quang Minh quay cái cuốn sổ và test quy hoạch thường là ở phía sau của mỗi video á, rồi giá cả rồi hướng nhà hướng đất luôn. Bây giờ Quang Minh quay cái cuốn sổ nhà này cho các anh chị mình xem nè. Đây là cái cuốn sổ hồng của căn nhà Quang Minh giới thiệu nè các anh chị. Ấp 2 xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích là 128,1 m. Đất ở tại đô thị là 80 m nha các anh chị. Đất ở tại đô thị là 80 m. Còn lại đất trồng cây lâu năm là 47,3 m. Cái đất trồng cây lâu năm này là nó nằm ở phía sau các anh chị. Phía sau cái có cái đường dự phóng phía sau á, cho nên không có chuyển lên thổ cư được. Còn nhà ở này, lộ nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng là 65,5 m, diện tích sàn là 134,6. Diện tích sàn này là tầng 1 với tầng 2 cộng lại các anh chị, là diện tích mình sử dụng á 134,6 m. Còn cái bản vẽ đây. Bản vẽ nó thể hiện cái đường dự phóng luôn nha các anh chị. Đây. Ra đường Phan Văn Hớn nè, đường Xuân Thế Thượng nè, 30, đường nhựa, diện tích là 5m2 nè các anh chị, 5m2, lộ giới đường này là 10m ha, từ tiệm đường lấy vô mỗi bên là 5m, thì lấy ở phía trước là hết 1m79 nữa nha. Nếu mà thực hiện sau này nhà nước làm đường tiếp á, là lấy vô 1m79 nữa, còn bây giờ hiện tại là cái cổng rào mình nằm đây. Đây cái ranh đường dự phóng này các anh chị, cái ranh đường dự phóng phía sau nè, ranh đường dự phóng đây, cái đoạn phía sau là cái khu 2 này nè, đất trống nè, trên sổ hồng để là đất trống luôn nha các anh chị, thì hiện tại cũng là đất trống thôi. Có điều là các anh chủ nhà là mình hoàn công rồi là mình xây, mình che cái mái tôn ra để cho nó mát mẻ, che nắng che mưa thôi, chứ còn thực tế là trên sổ là đất trống, cái này không có quan trọng ha. Diện tích phía sau là còn lại cái chiều dài tới 9m06 là anh chị, nãy Quang Minh nói 8 mét là chưa đủ ha, nó dài tới 9m06 là ranh đường dự phóng nè. Đó, cái diện tích sàn nè, sàn bê tông cốt thép nè, mái tôn nè, diện tích mình xây dựng là từ ngay cái ranh đường dự phóng này mình xây ra phía trước nè. Diện tích mình đổ 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 nhà lầu á, cái diện tích lầu á là 12m60, cái ban công là 1m2 nữa nè các anh chị, ban công phía trước 1m2. Đó. Quang Minh làm video là Quang Minh quay nhà rồi sổ sách rồi giấy tờ như thế nào, pháp lý ra làm sao, đường dự phóng hay là quy hoạch gì Quang Minh đều nói rõ hết. Mà có nhiều anh chị vô comment là cũng không hài lòng, nói là không có thật rồi này kia cái nọ, Quang Minh cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi, giờ biết nói sao bây giờ, chín người 10 ý mà, ai muốn nói gì nói, miễn Quang Minh làm đúng theo cái trách nhiệm của mình là được rồi. Đúng không cả nhà? À, cả nhà mình thấy Quang Minh làm ok thì nhớ ủng hộ Quang Minh bằng một lượt đăng ký kênh và ấn cái nút chuông thông báo để cập nhật và xem những video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh nha các anh chị. Cái hướng căn nhà này là hướng đông bắc, mà nó hướng về đông, đông là ít mà bắc là nhiều nha các anh chị, đông bắc. Đó, chính xác nha. Đường dự phóng đồ này kia là Quang Minh đưa cho cả nhà mình coi để mình biết luôn á. Tổng cái diện tích cái miếng đất này là từ trước ra sau là dài 24 mét rưỡi nè, tổng cái diện tích cái khu đất này là 128 mét, mà có 80 mét đất thổ cư là từ đây nè các anh chị, từ ngay đường dự phóng này tới đây là 80 mét đất thổ cư.
thổ cư là 80 mét lẫn nằm ở đoạn này để mình xây nhà nè, mình xin cho phép xây dựng mình xây nhà. Còn phần này là đất trống để mình trồng cây kiểng hay là chăn nuôi gì đó tùy nha các anh chị. Đó, còn giá của căn nhà này á, là chủ nhà đưa ra cái giá mong muốn là 4 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng nha các anh chị, mà thương lượng là không có nhiều nha, chủ nhà có nói rồi thương lượng không có nhiều nha anh chị, cái này là kêu sát giá bán á chứ không có thương lượng nhiều nha cả nhà. Đó, thì ngoài cái căn nhà này thì trong khu dân cư Đại Hải Quang Minh cũng có sản phẩm trong đó ha, một trệt hai lầu 520, một trệt hai lầu 520, một trệt một lầu, trong khu đó thì giá nhà nó mắc hơn ngoài 5 tỷ, 5 tỷ mấy nha các anh chị. Đường thì đẹp hơn cái đây ở đây nhiều đó, thì nói chung là tiền nào thì của đó. Căn nhà này thì đường nó không có bằng trong khu dân cư Đại Hải, mà diện tích thì nó nhiều hơn nhưng mà giá tiền lại ít hơn. Ok nha các anh chị, Quang Minh khỏi cần test quy hoạch ha, cái quy hoạch này Quang Minh nghĩ là ở đây là người ta đã, nhà nước đã thể hiện rõ rồi đó, cái đường dự phóng từ phía đây đằng sau là 9 mét rồi, cho nên là các anh chị mình an tâm, có làm sao thì Quang Minh quay y như vậy rồi. Cái sổ hồng này cũng mới hoàn công đây, cũng gần đây thôi, sổ mới mà cũng không có thay đổi quy hoạch gì đâu. Còn nếu anh chị mình khi mà mua quyết định lòng mua thì test lại cho kỹ là một lần nữa cũng được, là Quang Minh sẽ test cho, giờ không làm mất thời gian của các anh chị nữa. Quang Minh xin cảm ơn các anh chị mình đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc cho cả nhà mình được thành công, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.